Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối thứ 6, ngày 11 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Lao động. Thưa quý vị khán giả, chiều qua mùng 10 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ công bố chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự lễ phát động. Tham gia tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 xác định 5 nhóm nội dung và 7 nhóm giải pháp về chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em học sinh, giáo dục thể chất và hoạt động thể thao học đường, tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giám sát, thống kê báo cáo, tuyên truyền giáo dục sức khỏe học đường trong trường học. Lễ công bố chính thức kích hoạt chuỗi hoạt động truyền thông sức khỏe học đường do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện với sự phối hợp của các bộ ban ngành cơ quan trung ương và lãnh đạo các địa phương, các tổ chức liên quan và gần 42.000 trường học trên cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai quyết tâm hơn, hiệu quả hơn, nghiên cứu chế độ dinh dưỡng cho phù hợp với từng lứa tuổi, có đánh giá tâm lý của các em học sinh để đưa ra giải pháp chăm sóc phù hợp. Tiếp tục cải thiện nhà vệ sinh, bếp ăn, nhà nội trú, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, cải thiện bữa ăn cho trẻ, đặc biệt là tại vùng ảnh hưởng của dịch COVID-19, tăng cường công tác giáo dục toàn diện về thể chất, tinh thần cho trẻ em, học sinh, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường. Hôm nay, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã làm việc với huyện Chợ Đồn để thăm nắm và kiểm tra về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo báo cáo, trước và sau Tết Nguyên đán, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Chợ Đồn ổn định, công tác chăm lo Tết cho gia đình người có công, hộ nghèo kịp thời. Thời điểm này, người dân huyện Chợ Đồn đang tích cực làm đất, chuẩn bị giống, vật tư để gieo trồng vụ xuân đúng khung thời vụ. Toàn huyện đã gieo mạ hoàn thành đạt 100% diện tích, làm đất cấy lúa đạt 94% diện tích. Bà con nông dân đã trồng được 45 ha trên 990 ha kế hoạch. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, từ đầu năm đến ngày 11 tháng 2, trên địa bàn huyện Chợ Đồn có 78 ca F0. Công tác tiêm vaccine được đẩy mạnh. Toàn huyện cơ bản đạt tiêu chí phủ vaccine mũi 1 cho dân số từ 18 tuổi trở lên. Công tác tuyển quân được thực hiện theo đúng kế hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức lễ ra quân diễn ra chu đáo, thuận lợi, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Huyện Chợ Đồn kiến nghị với tỉnh một số khó khăn như quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, xe chuyên dụng chở bệnh nhân COVID-19. Việc bố trí học trực tuyến cho học sinh tại một số xã khó khăn, tình trạng khai thác lâm sản trái phép còn diễn biến phức tạp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Chợ Đồn. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp tục tập trung, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tăng cường tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống COVID-19, nhất là công tác tiêm chủng. Ngành giáo dục cần chủ động phối hợp với ngành y tế, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để học sinh trở lại trường học an toàn. Đối với công tác tuyển quân, cần thăm nắm quân số, đảm bảo đến ngày giao nhận quân diễn ra nghiêm túc, an toàn. Trong phát triển nông lâm nghiệp, cần quan tâm phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương như trà hoa vàng, gạo bao thai. Huyện cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách ngay từ đầu năm. Cùng với đó tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch vùng ATK trong thời gian tới. Chiều ngày hôm qua, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thăm nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội tại huyện Chợ Mới. Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Huyện ủy Chợ Mới, đến nay việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy được triển khai theo kế hoạch. Công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho người dân được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn, vui tươi, đầm ấm và tiết kiệm. Hiện nay, bà con nông dân đang khẩn trương hoàn thành việc thu hoạch vụ đông và chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất vụ xuân, đặc biệt là việc cày ải, gieo mạ và tu sửa nạo vét kênh mương. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện Chợ Mới cũng đã xây dựng các giải pháp, lộ trình cụ thể thực hiện các mục tiêu về văn hóa, xã hội và công tác đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2022. Huyện Chợ Mới kiến nghị với đoàn công tác quan tâm xem xét đầu tư dự án xây dựng
bãi xử lý rác thải sinh hoạt của huyện với quy mô 30 ha, cải tạo nâng cấp các tuyến giao thông liên xã Yên Hân, Cao Kỳ, Nông Hạ, Yên Hân để tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Chợ Mới triển khai nhanh các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022, phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc, chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường. Trong công tác đầu tư, huyện cần tạo mọi điều kiện để mời gọi các nhà đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến du lịch thương mại, có kế hoạch, giải pháp cụ thể trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới. Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đã đi khảo sát, thăm nắm một số cơ sở sản xuất kinh doanh và quỹ đất phục vụ công tác thu hút đầu tư tại xã Quảng Trù. Đây là địa phương có lợi thế về mặt bằng, giao thông và cũng là địa bàn được xác định sẽ đầu tư cụm công nghiệp và nhiều lĩnh vực quan trọng khác của huyện Chợ Mới. Thưa quý vị, một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là tập trung phát triển nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân. Hơn một năm qua, nghị quyết này đã và đang được các huyện, thành phố trong tỉnh cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên thời sự về một câu chuyện nhỏ trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết này ở huyện Ngân Sơn. Những năm trước, cánh đồng này thường chỉ được người dân bản Đam, xã Đức Vân gieo cấy một vụ lúa rồi bỏ không. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nhiều diện tích đã được phủ xanh cây trồng quanh năm và mang lại tín hiệu tích cực trong thay đổi nếp nghĩ, thay đổi cách làm của bà con. Chi bộ bản Đam có 13 đảng viên thì có tới 9 người dưới 40 tuổi. Đây chính là những người tiên phong trong việc tạo ra sự thay đổi trong tập quán sản xuất ở bản vùng cao này. Thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện cũng như của xã, chi bộ đã cụ thể hóa để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại thôn bản. Trong 2 năm qua, đã có gần 3 hectare đất của người dân nơi đây được chuyển đổi từ trồng lúa, ngô một vụ sang trồng rau, trồng cây ăn quả. Trong đó, riêng diện tích trồng rau cho thu nhập gấp gần 3 lần so với trồng lúa. Khi sinh hoạt chi bộ, tôi cũng giao nhiệm vụ cho tất cả các đảng viên để hỗ trợ bà con để phát triển sản xuất và động viên các đảng viên trẻ là mạnh dạn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển được kinh tế trong thôn. Không chỉ tại bản Đăm, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đã và đang được nhiều địa phương ở huyện Ngân Sơn triển khai thực hiện khá hiệu quả. Để nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện đi vào đời sống người dân, mỗi xã, thị trấn, mỗi cơ quan đơn vị trong huyện đã căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị địa phương mình để cụ thể hóa và có biện pháp triển khai thực hiện phù hợp. Cụ thể hóa các nghị quyết trong phát triển kinh tế xã hội địa phương để đưa vào trong các tổ chức đoàn nói riêng và đoàn thanh niên nói chung. Qua đó thì chúng tôi chú trọng đặc biệt đến các bạn đảng viên trẻ tiêu biểu và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên nông thôn, hướng dẫn các bạn và hỗ trợ các bạn trong việc phát triển các mô hình kinh tế, thành lập các tổ hợp tác xã thanh niên. Thực tiễn tại huyện Ngân Sơn những năm gần đây cho thấy, nhiều mô hình cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa đã và đang hình thành, đem lại hiệu quả kinh tế khá cho người dân. Trong đó có thể kể đến mô hình trồng cây dưa, trồng rau, trồng cây rẻ, cây lê, cây ngô ngọt, mô hình chăn nuôi trâu bò hàng hóa. Những mô hình này là tín hiệu vui cho thấy một trong những chủ trương lớn của Đảng bộ huyện Ngân Sơn đang được cụ thể hóa để triển khai thực hiện trong thực tiễn. Trong nghị quyết Đại hội Đảng của nhiệm kỳ 2020-2025 thì chúng tôi cũng tập trung vào cái phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Đấy, trong đó thì chuyển dịch cơ cấu và các cái cây trồng có giá trị kinh tế cao và hiện nay đang được bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ và cái tiến độ thực hiện thì rất là khả quan. Khi mà chủ trương đề ra phù hợp, được người dân ủng hộ thì chắc chắn trong thời gian tới tại huyện Ngân Sơn sẽ có thêm nhiều mô hình cây trồng vật nuôi mới xuất hiện. Và khi đó, câu chuyện cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ tiếp tục được nói đến nhiều hơn bằng những việc cụ thể như vậy. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông cơ bản hoàn tất. Hiện các thanh niên đã chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Năm 2022, huyện Bạch Thông được giao chỉ tiêu tuyển chọn 88 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 30 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt về số lượng cũng như chất lượng, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chú trọng và thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ từ khâu điều tra,
xét duyệt thực lực sẵn sàng nhập ngũ cũng như công tác khám sức khỏe, thâm nhập cơ sở, chốt quân số và phát lệnh cho thanh niên. Huyện đang hoàn thành công tác khánh tiết, phối hợp với ngành y tế lên phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu giúp cho ngày hội tòng quân của huyện bảo đảm đúng chỉ tiêu, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định và an toàn tuyệt đối. Năm nay huyện Pác Nạm dự kiến trồng 20 ha cây rong giềng, thời điểm này tranh thủ thời tiết mưa ẩm, người dân đang tập trung trồng. Mặc dù không nằm trong kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp của huyện, nhưng vài năm trở lại đây, người dân huyện Pác Nạm vẫn duy trì việc trồng rong giềng. Diện tích trồng tập trung tại hai xã là Nghiên Loan và Xuân La, trong đó hầu hết diện tích trồng rong giềng này được các cơ sở chế biến tại huyện Ba Bể ký kết bao tiêu sản phẩm. Trong năm 2021 vừa qua, năng suất rong giềng trên địa bàn huyện đạt 60 tấn một hecta, giá thu mua từ 1.400 đến 1.500 đồng một kg nên đã mang lại khoản thu nhập khá cho bà con nông dân. Hiện nay nhu cầu nhập khẩu gỗ dăm tại các nước đang tăng mạnh, do vậy một số xưởng sản xuất kinh doanh đồ gỗ trong tỉnh đã tận dụng cơ hội này để tập trung phát triển sản phẩm gỗ dăm và bước đầu thu được hiệu quả. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại một xưởng chế biến gỗ ở thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. Đầu năm 2021, xưởng chế biến gỗ dăm do anh Lục Văn Hiệp ở thị trấn Đồng Tâm quản lý bắt đầu đi vào hoạt động. Đây cũng là thời điểm mà nhiều cơ sở chế biến gỗ gặp một khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, xưởng của anh Hiệp vẫn duy trì hoạt động ổn định vì luôn có những đơn đặt hàng đem đi xuất khẩu. Xưởng mình đây thì không phải tạm ngừng hoạt động vì dịch COVID. Lợi thế của gỗ băm này thì nó là hàng tận dụng, tận thu. Nên ra là mình cũng có lợi thế là tận dụng được nhiều cái cành ngọn để mình mang về sử dụng. Sản lượng một ngày bình quân là được khoảng cỡ 100 tấn. Hiện các thị trường nhập khẩu rong gỗ chính của Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Đặc biệt, việc Trung Quốc mở rộng công suất các nhà máy bột giấy đã làm tăng nhanh chóng về nhu cầu nhập khẩu rong gỗ tại quốc gia này. Trong khi tại Bắc Cạn, nguồn nguyên liệu gỗ keo để chế biến gỗ rong rất dồi dào. Nắm bắt cơ hội đó, một doanh nghiệp ở Thái Nguyên đã đầu tư mở xưởng chế biến gỗ tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới và giao cho anh Lục Văn Hiệp quản lý. Theo anh Hiệp, lợi thế của gỗ băm là hàng tận thu nên cơ sở tận dụng từ cành, ngọn của cây keo mang về băm. Vì vậy, người trồng rừng không bị lãng phí tài nguyên mà còn có thêm nguồn thu nhập ngoài việc khai thác lấy gỗ. Đặc biệt, sản phẩm này không phải phơi như gỗ bóc. Sau khi thu mua về xưởng thì mang vào máy băm trực tiếp và được đem đi xuất khẩu luôn, do đó không bị phụ thuộc vào thời tiết, đồng thời tiết kiệm được nhân lực và công phơi sấy. Nhờ hoạt động thường xuyên liên tục trong năm 2021 vừa qua, xưởng chế biến gỗ này xuất khẩu được trên 2.000 tấn sản phẩm, qua đó đem lại thu nhập ổn định cho nhân công từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Ngoài việc tập trung sản xuất, cơ sở này còn chấp hành đầy đủ các quy định về chế biến lâm sản. Quá trình kiểm tra thì các chủ kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn thực hiện tương đối tốt. Đấy, công tác nhập xuất lâm sản được thể hiện ghi chép đầy đủ vào sổ nhập xuất. Xưởng băm này thì từ đầu năm đến nay thì là xưởng băm là chưa vi phạm trong quá trình chế biến lâm sản lần này. Cơ sở đã đi vào quy củ, thực hiện đúng theo quy định. Những năm gần đây, lợi nhuận thu được từ xuất khẩu răm nhanh, vốn đầu tư cho nhà máy chế biến răm không nhiều và diện tích rừng trồng lớn đã tạo nguồn nguyên liệu sẵn có cho ngành răm. Thêm vào đó, chính sách miễn thuế xuất khẩu răm và những cơ chế thông thoáng trong chế biến lâm sản cũng đã và đang tạo động lực giúp các cơ sở sản xuất gỗ răm trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển. Trong ngày 9 và 10 tháng 2, huyện Bạch Thông phát hiện 6 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh F0 toàn huyện tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là hơn 80 ca. Đáng chú ý, các ca bệnh mới phát hiện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. Do đó, huyện đang khẩn trương thực hiện truy vết, khoanh vùng và triển khai các biện pháp không để dịch lây lan. Trong số các ca bệnh đáng chú ý có cả học sinh, huyện Bạch Thông đang chỉ đạo các trạm y tế nơi có bệnh nhân F0 phối hợp thực hiện điều tra truy vết nhanh các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, đưa bệnh nhân đến cách ly điều trị tại khu cách ly xã Tân Tú, đồng thời phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực nhà ở của bệnh nhân, hướng dẫn các đối tượng tiếp xúc gần cách ly tại nhà theo quy định. Sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, vì vậy huyện luôn đặt mức cảnh báo phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất. Thưa quý vị, từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, thành phố Bắc Cạn phát hiện 23 học sinh mắc COVID-19 và đã đưa đi điều trị tại các khu cách ly tập trung. Trước tình hình đó, ngành giáo dục thành phố đã thực hiện các phương án dạy và học phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.
Theo đó, lớp nào có học sinh F0 thì lớp đó chuyển sang học trực tuyến, còn các lớp khác vẫn duy trì học trực tiếp. Các hoạt động ngoài giờ tập trung đông học sinh cũng được hạn chế trong thời điểm này. Các trường học tranh thủ thời gian vàng đẩy nhanh tiến độ dạy và học để phòng trường hợp diễn biến dịch bệnh phức tạp. Đặc biệt các nhà trường đẩy mạnh việc tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, của tỉnh và của ngành giáo dục. Thưa quý vị, mục tiêu đưa 600 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022 là điều không hề dễ dàng trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, động thái tích cực từ các nước dịp đầu năm đang mang lại hy vọng về một thị trường xuất khẩu lao động. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không đạt kết quả như mong muốn, chỉ đưa được 160 trên 600 người đi làm việc ở nước ngoài, bằng 26% kế hoạch năm, giảm hơn 440 người so với năm 2020, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong năm 2022, người lao động có nhiều cơ hội đi làm việc ở nước ngoài vì một số quốc gia là đối tác của Việt Nam đưa ra nhiều chính sách nhằm thu hút người lao động đến làm việc. Chúng tôi cũng có một số những cái giải pháp là dành cho những đối tượng lao động mà chưa được nhập cảnh. Thì một số những đối tượng lao động thì chúng tôi cũng cho các em là về địa phương để các em có thể tăng gia sản xuất. Một số đối tượng thì chúng tôi cũng có hỗ trợ một phần nho nhỏ để phụ giúp cho gia đình các em, những cái trường hợp là cực kỳ đặc biệt. Và một số đối tượng là chúng tôi tiếp tục hỗ trợ đào tạo miễn phí cho các em thông qua cái đường đào tạo online để sẵn sàng cho các em trong lộ trình năm 2022 các em được nhập cảnh. Vâng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến kéo dài và phức tạp, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã phối hợp với các đơn vị xuất khẩu lao động tổ chức học trực tuyến, định hướng đào tạo nghề cho người lao động để ngay sau khi các thị trường lao động mở cửa trở lại là hoàn thiện các thủ tục để người lao động có thể xuất cảnh được ngay. Ngay từ đầu năm thì ngành lao động thương binh xã hội cũng sẽ phối hợp với các ngành có liên quan và ủy ban nhân các huyện. Thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền cho người lao động ở trên địa bàn có cái nhu cầu để mà tham gia cái chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn với các thị trường truyền thống và có cái thu nhập ổn định. Cái thứ hai là chỉ đạo đối với các doanh nghiệp phối hợp công tác tuyên truyền và đào tạo tay nghề cũng như là làm các cái thủ tục định hướng để nâng cao cái kỹ năng tay nghề cho người lao động. Khi mà các cái thị trường truyền thống của người lao động Bắc Cạn tham gia, ví dụ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan và các thị trường khác mà người ta có mở cửa tiếp nhận người lao động thì sẽ sẵn sàng để mà đưa người lao động để tham gia các cái chương trình này. Hiện nay, nhu cầu lao động của các nước tăng cao do khó khăn trong việc tiếp nhận lao động ngoài nước. Do vậy, các địa phương trong tỉnh cùng các đơn vị tham gia cung ứng lao động cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, định hướng, đào tạo nghề, ngoại ngữ để có nguồn cung lao động chất lượng, sẵn sàng tham gia dự tuyển các đơn hàng xuất khẩu lao động, nhất là các đơn hàng ở những thị trường tiềm năng cho thu nhập cao. Trong tháng 1 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và sửa đổi thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Cạn. Theo đó, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có 10 thủ tục hành chính được ban hành mới và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Một thủ tục hành chính nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề ở nước ngoài, được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính được ban hành mới làm cơ sở để điện tử hóa các quy trình giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, các cấp công đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực. Ngoài việc tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên người lao động đang làm việc tại các đơn vị có điều kiện làm việc khó khăn và tiềm ẩn rủi ro, các cấp Liên đoàn Lao động tỉnh còn triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực phù hợp với từng đối tượng, trong đó ưu tiên công nhân khó khăn bị mất việc, bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Đã có hơn 10.000 lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ Tết. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần giúp người lao động đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm, san sẻ phần nào khó khăn và động viên họ an tâm làm việc, tạo niềm tin của người lao động
đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn, đồng thời tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên và người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự buổi tối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.